Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp tục loạt bài phân tích trình thuật Gioan chương 4 câu 4 đến câu 44 về câu chuyện Chúa Giêsu gặp gỡ người phụ nữ Samari tại giếng Gia-cóp. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu 3 câu 7, 8 và 9 của trình thuật. Và như thường lệ chúng ta sẽ phân tích từng chi tiết trong bản văn để từ đó tìm ra ý nghĩa thần học mà tác giả sách Tin Mừng muốn nói với chúng ta. Tác giả Gioan kể, có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Đức Giêsu nói với người ấy, chị cho tôi xin chút nước uống. Lúc đó các môn đệ của người đã đi vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói, ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao? Quả thế, người Do Thái không được giao thiệp với người Samari. Trước khi phân tích bản văn, thiết tưởng chúng ta nên chú ý một điều khá quan trọng, đó là những ám chỉ sách ngôn sứ Hô-sê thường xuyên xuất hiện ở trong trình thuật Tin Mừng này. Hô-sê vốn là vị ngôn sứ của xứ Samari, và vào thời Hô-sê thì đó là vương quốc Israel đối lập với vương quốc Giu-đa. Vương quốc phía Bắc đối lập với vương quốc phía Nam. Ngôn sứ Hô-sê trình bày mối tương quan giữa Thiên Chúa và dân người qua hình ảnh hôn phu và hôn thê. Ở trong đó Thiên Chúa như người chồng hết mực yêu thương vợ mình, còn dân thì như người vợ lăng loàn và phản bội. Ở trong ngôn ngữ của Hô-sê, dân bất trung với Thiên Chúa chạy theo các thần dân ngoại, và dân bất trung đó sẽ bị gọi một cách phúng dụ là đàng điếm và ngoại tình. Nhưng mà Thiên Chúa, như kinh nghiệm của chính ngôn sứ Hô-sê đã chứng thực, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi dân là hôn thê của người, bất chấp đó là một vị hôn thê, bất chấp đó là một người vợ lăng loàn, ngoại tình và đàng điếm. Nhưng trái lại, Thiên Chúa luôn đi tìm và một lần nữa sẽ tái lập tương quan tình yêu với dân. Thế chúng ta cần chú ý cái hậu cảnh tư tưởng ngôn sứ Hô-sê của đó ở trong cái trình thuật Gioan chương 4 mà chúng ta đang phân tích. Và bây giờ thì tôi xin mời các bạn cùng phân tích các câu 7 và 8 của trình thuật Gioan chương 4. Có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Đức Giêsu nói với người ấy, chị cho tôi xin chút nước uống. Lúc đó các môn đệ của người đã vào thành mua thức ăn. Có một người phụ nữ Samari đến giếng Gia-cóp lấy nước. Tác giả Tin Mừng Gioan không nêu tên của người phụ nữ này, cũng không nói rằng bà đến từ Si-kha. Cái chi tiết duy nhất đáng chú ý là bà thuộc về xứ Samari. Người phụ nữ này vì thế là đại diện của xứ Samari tìm đến giếng Gia-cóp. Đó là tìm đến cái truyền thống cổ xưa của mình để làm thỏa cơn khát tâm linh. Đó chính là ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh người phụ nữ này. Thế Đức Giêsu lúc bấy giờ đang ở một mình vì các môn đệ của người đã vào thành mua thức ăn. Và đây là xảy ra cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với người phụ nữ Samari, với giữa Đấng Mêsia với người phụ nữ Samari. Và người phụ nữ Samari này là người mà như đoạn Tin Mừng kế tiếp trong bản văn sẽ cho chúng ta thấy, đó là một người phụ nữ lăng loàn, sống trong một cuộc hôn nhân bất hợp pháp. Và nhiều người còn nói đến một cái chi tiết nữa, đó là vào lúc bấy giờ là lúc 12 giờ trưa mà bà ấy đi lấy nước. Thường thì người phụ nữ thời Chúa Giêsu sẽ không lấy nước vào lúc 12 giờ trưa vì trời sẽ nắng rất gắt. Người ta sẽ lấy nước vào lúc khoảng sáng sớm 6 giờ sáng hoặc là lúc chiều muộn 5-6 giờ chiều.
Thường là như vậy. Nhưng người phụ nữ này đi lấy nước vào 12 giờ trưa là bởi vì bà đang sống ở trong một cái tình trạng rất là bi đát. Như chúng ta sẽ thấy, bà có 5 đời chồng và người bà đang sống bây giờ sẽ không phải là chồng của bà. Một người phụ nữ không được, có thể bị đánh giá là không đứng đắn, một người phụ nữ lăng loàn, một người phụ nữ không trung thủy như thế sẽ không muốn xuất hiện chung với đám đông. Vì vậy cho nên bà đi lấy nước vào buổi trưa. Một số người giải thích như vậy. Nhưng tôi nghĩ chuyện đó không quan trọng cho bằng là chính cái người phụ nữ này là một người phụ nữ sẽ được xây dựng hình ảnh một phụ nữ lăng loàn, sống trong những cuộc hôn nhân bất hợp pháp. Và khi chúng ta hiểu cái người phụ nữ này là đại diện cho xứ Samari, thì cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu, Đấng Messiah và bà và người phụ nữ Samari này trở thành hình ảnh của gặp gỡ giữa Đấng Messiah và toàn thể xứ Samari lạc giáo và không trung thành với giao ước, ít nhất là trong cái nhìn của người Do Thái. Và như thế tức là chủ đề về Đấng Messiah là chàng rể của trình thuật ở phía trước, tức là ở Gioan chương 3 câu 29 được ngầm nhắc lại. Vị hôn phu đích thực bây giờ đi tìm kiếm người vợ không trung thủy của mình. Và đó chính là cái ý nghĩa mà tác giả Tin Mừng Gioan muốn ngầm nói đến ở đây. Thế cuộc gặp gỡ bắt đầu với một lời xin của Đức Giêsu: chị cho tôi xin chút nước uống. Là một con người, Đức Giêsu trải nghiệm những thiếu thốn và những nhu cầu của một con người bình thường. Và như thế tức là người liên đới với mọi người và với mỗi người trong những thiếu thốn và những nhu cầu cơ bản của chúng ta. Chúa Giêsu xin chút nước uống. Và bằng lời xin này, Đức Giêsu xin người phụ nữ một sự liên đới ở mức độ nhân loại căn bản và nền tảng nhất. Sự liên đới nối kết con người với con người vượt trên những yếu tố văn hóa, những rào cản chính trị, những rào cản tôn giáo. Một con người đang có một cái nhu cầu thiết yếu, khát nước. Và một con người có thể cung cấp cho người ta một chút nước để giải cái cơn khát về thể lý đó. Mối liên kết giữa hai con người này với nhau sẽ là mối liên kết nhân loại ở mức độ căn bản và nền tảng. Và như thế tức là tình liên đới với Đức Giêsu trước hết là tình liên đới với một con người. Chúng ta biết cho người đang khát một chút nước, đó là bằng chứng không chỉ của tình liên đới mà của tình yêu. Nhu cầu và sự thiếu thốn của tha nhân trở thành cơ hội để tôi diễn tả tình yêu của tôi đối với con người. Và ứng đáp với những nhu cầu thiết yếu đó lại chính là lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa. Và Đức Giêsu bắt đầu cuộc gặp gỡ cứu độ của người với người phụ nữ Samari bằng cách xin người phụ nữ Samari cái sự liên đới và tình yêu mến nhân loại đó. Đó là cái điểm thứ nhất đáng chú ý. Rồi bên cạnh cái sự liên đới và tình mến nhân loại như vậy, thì lời cầu xin này của Đức Giêsu còn có thể được hiểu theo một nghĩa khác nữa. Và chúng ta đều biết nước là yếu tố quan trọng, yếu tố quý giá và không thể thiếu để con người có thể tồn tại. Và ở trong các miền đất vùng cận Đông Cổ, việc cho nước uống vốn sẽ là dấu hiệu đầu tiên và rõ ràng của lòng hiếu khách và của sự đón tiếp thịnh tình. Thế bây giờ Đức Giêsu đến từ Giu-đê là xứ sở đã từ khước người, như tác giả Tin Mừng Gioan kể ở cuối chương 3. Người đã đến nhà của người, nhưng người nhà của người đã không chấp nhận người. Thế bây giờ, mệt mỏi vì cuộc hành trình rời xứ Giu-đê để về Galilê, Đức Giêsu cất lời xin người phụ nữ Samari cho một chút nước uống. Tức là gì? Tức là người xin được đón nhận tại Samari. Và hiểu theo nghĩa này, thì đây là một lời xin hết sức khiêm hạ. Một người Do Thái vốn coi thường, vốn là cái dân coi thường người Samari, bây giờ lại xin được đón nhận tại Samari. Và nhất là khi người đó đã là người bị người Do Thái từ khước, Đức Giêsu xin được đón nhận. Thế đối diện với lời xin đó của Đức Giêsu, người phụ nữ Samari phản ứng như thế nào?
Tác giả Gioan kể ở câu 9, người phụ nữ Samari liền nói: "Ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông uống nước sao?" Quả thế người Do Thái không được giao thiệp với người Samari. Câu trả lời của người phụ nữ phản ánh một sự kinh ngạc. Bà không hiểu được tại sao một người Do Thái lại xin một người phụ nữ Samari cho nước uống. Và lý do mà tác giả Gioan đưa ra là vì hai dân tộc không có mối quan hệ gì, thậm chí hai dân tộc lại còn thù nghịch nhau. Lý do này là hoàn toàn có thể hiểu được ở trong bối cảnh lịch sử đương thời. Thì người phụ nữ ngạc nhiên là hiểu được. Về phần mình, thì Chúa Giê-xu bằng lời xin một mối liên đới nhân loại và tình yêu căn bản, bằng lời xin được đón nhận ở Samari, với lời xin này, về phần mình Chúa Giê-xu đã phá bỏ cái rào cản ngăn cách giữa dân Do Thái và dân Samari. Những thù hận và bất đồng về văn hóa, về tôn giáo, về chính trị bị phá bỏ. Hơn nữa, bằng cách đưa ra một lời xin khiêm hạ như vậy, Đức Giê-xu đã loại bỏ cái sự vượt trội tự nhận của người Do Thái so với người Samari. Sự tự tôn của người Do Thái coi mình hơn hẳn dân Samari đã bị Đức Giê-xu gạt bỏ sang một bên khi người khiêm hạ xin người phụ nữ Samari một chút nước uống. Và Đức Giê-xu đã tỏ mình đơn giản chỉ là một con người có những nhu cầu cơ bản như mọi người. Đức Giê-xu đặt mình vào tình huống phụ thuộc. Và người công nhận rằng người phụ nữ Samari này có thể cung cấp cho người một thứ gì đó mà không thể thiếu để người có thể tồn tại. Khi đặt mình vào mức độ và nhu cầu cần thiết thể lý của một con người bình thường như vậy, Chúa Giê-xu thứ nhất đã khẳng định sự bình đẳng giữa người với người. Thứ hai, người ngăn chặn sự phân biệt đối xử. Đâu đó là Do Thái, đâu đó là Samari, đâu đó là xứ này xứ kia, da đen da vàng. Và thứ ba, người đề cao phẩm giá của một người phụ nữ. Người phụ nữ lại có thể cung cấp cho người cái điều mà người cần để có thể tồn tại. Như vậy tức là một cách hết sức khiêm tốn và chân thành, Đức Giê-xu đã tỏ cho người phụ nữ Samari thấy sự tín nhiệm của người đối với bà ấy. Bất chấp bà ấy là người Samari và tệ hơn nữa, bà đấy là một người phụ nữ lăng loàn. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa thuyết phục được người phụ nữ. Và cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu với người phụ nữ này sẽ được tiếp diễn như thế nào? Chúng ta sẽ tiếp tục phân tích câu chuyện ở trong bài kế tiếp để trả lời cho câu hỏi đó. Xin cảm ơn anh chị em đã cùng học hỏi Kinh Thánh với chúng tôi. Chúng ta hẹn gặp lại nhau trong bài phân tích tiếp theo. Xin kính chào anh chị em trong Chúa Cứu Thế.